Con người có thể sống sót vài tuần mà không cần ăn, nhưng chỉ có thể sống sót 3 hoặc 4 ngày mà không uống nước. Nước chiếm 60-75% của cơ thể con người và là thành phần cấu tạo của các bộ phận quan trọng. 85% thành phần cấu tạo của não là nước, 22% thành phần của xương, 75% thành phần cơ bắp, 92% thành phần trong máu đều là nước. Nước đóng vai trò duy trì nhiệt độ trung bình của cơ thể và chuyên chở chất dinh dưỡng và oxy nuôi tất cả tế bào. Nhưng chúng ta cần bổ sung lượng nước hàng ngày cho cơ thể là bao nhiêu? Vâng, ai cũng biết rằng nước là một nhu cầu không thể thiếu được đối với con người. Tuy nhiên trong lúc thời tiết nắng nóng như thế này thì bổ sung nước như thế nào cho đúng cách và bổ sung bao nhiêu là đủ thì không phải ai cũng biết, đúng không Diễm? Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, Ngọc Diễm xin mời chị Khánh Huyền cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào bác sĩ ạ. Chào Ngọc Diễm, chào Khánh Huyền. Dạ. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Thưa bác sĩ, nước chiếm từ 60-75% cơ thể con người. Vậy thì khi mà chúng ta bị mất nước hay là bị thiếu nước thì nó ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta ạ? Nước là một cái chất rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Và cái thành phần của nước bên trong cơ thể của mình nó cũng khác nhau theo tùy theo cái lứa tuổi nữa. Ví dụ như là trẻ em là khoảng 75% trọng lượng của cơ thể. Nhưng mà đối với người lớn của mình thì có thể là ít hơn. Từ 50 đối với là phụ nữ là khoảng 50%. Nhưng mà đối với nam giới có thể là 55-65%. Dạ. Bởi vì cái cơ bắp của người nam nhiều hơn. Như vậy thì do cái vai trò của nước tham gia rất là nhiều cái hoạt động bên trong cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là nước tham gia trong hoạt động chuyển hóa các chất bên trong cơ thể, mang những cái dưỡng chất vào trong các mô cũng như là tham gia trong cái hệ thống tiêu hóa của mình. Chúng ta thấy là trong đường tiêu hóa của mình nhờ có nước mà có thể là chúng ta nhai được dễ dàng hơn, nó có nước bọt tiết ra rồi là dịch tiêu hóa vân vân, và đưa những cái chất dinh dưỡng vào trong các mô cũng như là giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải ra bên ngoài những cái chất mà chuyển hóa mà không nó là những cái chất mà cần phải thải ra khỏi cơ thể, thì nước giúp cho cơ thể của chúng ta đào thải những cái chất đó. Và bên cạnh đó thì nước còn giúp làm mát cho cơ thể của chúng ta cũng như là điều hòa nhiệt độ. Khi mà thời tiết nóng hay là thời tiết lạnh thì nước tham gia trong một cái quá trình là điều hòa nhiệt độ. Khi mà thiếu nước thì nó sẽ dẫn đến những cái ảnh hưởng rất là lớn đối với cơ thể. Như vậy thì nãy giờ bác sĩ có đề cập đến một số cái vấn đề nếu chúng ta thiếu nước, và đâu là những cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận thấy là cơ thể đang có tình trạng là mất nước ạ? Khi mà chúng ta thấy chúng ta bị thiếu nước là có nghĩa là cung cấp nước không đủ, thì rất là dễ thấy nhất là chúng ta đi tiểu thấy nước tiểu sậm màu. Cái dấu hiệu đó là dấu hiệu mà dễ thấy nhất mà đầu tiên chúng ta rất là dễ nhận ra là nước tiểu của mình sậm màu và nó không có trong, có khi nó hơi đục, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không cung cấp đủ nước và có thể chúng ta cảm thấy khát. Nhưng mà cái khát này thì nó có thể là đối với người già hay là trẻ em thì nó là không có rõ ràng, trẻ em không biết kêu khát, cũng như là người già thì cảm giác nó không có nhạy, cho nên là những cái đối tượng này rất là dễ bị thiếu vì là mình không có cảm giác khát nên không bổ sung nước. Như vậy chúng ta thấy là cảm giác khát rồi khô miệng và những cái triệu chứng mà có thể là cảm thấy nếu mà nhiều hơn thì mình cảm thấy nhức đầu, cảm thấy là khó mà tập trung, không có làm việc được tốt và trong cơ thể của mình cảm thấy rất là bức rứt. Và nếu nặng hơn nữa thì có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề tụt huyết áp các thứ đó. Thưa bác sĩ, Huyền thấy rằng là khi thời tiết nắng nóng, cơ thể của chúng ta tiết ra nhiều mồ hôi, chính vì vậy mà dễ khát nước và bổ sung uống nước rất là nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó thì lại có một số ý kiến ngược lại cho rằng là khi mà chúng ta đang toát nhiều mồ hôi như vậy thì lại không nên uống nước nhiều, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy thì một trong hai ý kiến trên, ý kiến nào là đúng ạ? Chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ lý luận trên cái khoa học như thế này. Hàng ngày á, nước của chúng ta trong cơ thể của mình sẽ mất nước qua cái đường tiết niệu, có nghĩa là chúng ta đi tiểu ra khoảng là 1 lít đến 1 lít 3 trong một ngày. Và rồi là mồ hôi á, thì tùy theo thời tiết, trời nắng nóng hay là trời không nóng thì nó sẽ khác nhau, có thể là 300 hay là 500 ml nước trong một ngày. Rồi là qua đường phân là khoảng 1-200. Rồi qua hơi thở của chúng ta nó cũng mất khoảng 200-300 ml. Như vậy thì tổng cái lượng nước đó là khoảng 1.5 lít đến 2 lít trong một ngày tùy theo lứa tuổi. Như vậy thì nếu như mà nước mất ra mà chúng ta không bù lại thì chắc chắn là thiếu, nó không có được cân bằng. Như vậy thì chúng ta chắc chắn là phải bổ sung nước. Cho nên là câu trả lời là phải bổ sung nước, chứ không thể nào mà mất mồ hôi mà lại không bổ sung. Và trong những ngày nắng nóng thì người ta thường có xu hướng là chọn uống những cái loại nước trái cây, đặc biệt là những loại nước mà chứa nhiều vitamin C. Với họ quan niệm như thế này, đó là khi mà uống những cái loại nước này ấy, thì cơ thể sẽ tăng cường sức đề kháng và sẽ tốt hơn cho cơ thể trong mùa nóng. Không biết là cái quan niệm này có đúng không thưa bác sĩ?
Khi mà chúng ta muốn bù nước á, thì chúng ta có thể kể các loại nước, sữa cũng là nước, nước trái cây cũng là nước, nước trà hay là các loại nước mà gọi là nước chính của mình. Yeah. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bổ sung đa dạng các loại, nhưng mà cái chính vẫn là nước chính. Đó là tốt nhất. Còn cà phê hay trà thì một cái lượng nhỏ thôi, bởi vì cái caffeine ở trong đó nó sẽ có tính cách lợi tiểu, có thì chúng ta cũng sẽ mất nước ra. Còn thức uống mà có vitamin C với cái dạng cung cấp như là uống nước trái cây thì nó là tốt, bởi vì là chúng ta khuyên rằng là một ngày một người có thể là nên ăn 2-3 phần trái cây trong một ngày. 2-3 phần trái cây đó chúng ta có thể là ăn thì tốt nhất. Còn trong trường hợp mà chúng ta không ăn được, chúng ta có thể là uống nước ép trái cây vẫn tốt. Tuy nhiên là không thể nào mà cái lượng nước mà bổ sung trong ngày của mình khoảng 1,5 lít hay là 2 lít nước đó mà chúng ta lại bổ sung bằng nước trái cây hoàn toàn thì không hợp lý. Bởi vì nó sẽ không mất cân bằng. Cho nên là chúng ta có thể là uống 1-2 ly nước trái cây, hoặc là ăn thêm trái cây, rồi chúng ta ăn canh rau, chúng ta uống thêm sữa, 1-2 ly sữa, rồi bên cạnh đó chúng ta nên uống nước chính. Như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn và cơ thể của chúng ta chấp nhận được dễ dàng hơn. Còn vitamin C thì thực ra nhu cầu của cơ thể của mình cần vitamin C ở một cái lượng là chưa đến 100mg trong một ngày. Như vậy thì chúng ta nên nhớ rằng là nước ép trái cây nó còn có những cái phần đường trong đó nữa. Cho nên là nếu như chúng ta uống nước trái cây tươi mà không cho đường gì hết thì nó cũng là tốt rồi, nhưng mà cũng có một phần đường. Thì nếu uống nhiều quá cũng không nên. Còn nếu mà nước trái cây mà đóng hộp thì chúng ta lại càng phải thận trọng hơn nữa, bởi vì những loại đó thì đường rất là nhiều. Và cũng xin được hỏi bác sĩ một chút là bác sĩ có cái lời khuyên gì đối với khán giả trong cái việc là bổ sung nước hàng ngày khi thời tiết nắng nóng như thế này ạ? Chúng ta thấy rằng là cái việc bổ sung nước là ngày nào chúng ta cũng phải bổ sung, nhưng mà trong thời tiết nắng nóng lại càng phải bổ sung hơn. Và chúng ta nên chú ý rằng là lúc nào bên mình cũng mang theo chai nước. Và chúng ta sẽ uống nước thường xuyên suốt một ngày, chứ không phải là chúng ta uống một ly thật là to. Hoặc là 2 ly to, sau đó là chúng ta lại nghỉ một khoảng thời gian dài. Thì có lẽ chúng ta nên uống suốt trong một ngày như vậy. Và chúng ta lưu ý rằng nếu mà nhà có con nhỏ, trẻ không biết kêu khát, và trẻ mê chơi, trẻ cũng quên uống luôn. Cho nên là mình sẽ thường xuyên cho trẻ uống nước dù trẻ không kêu khát. Và đối với người già cao tuổi thì để biết rằng cái lượng nước mình uống thì nên có một cái chai nước để sẵn. Để nhìn vào cái chai nước đó là biết là mình hôm nay uống được nhiều hay ít. Bởi vì người già cũng không có cảm giác khát. Và một điều nữa là chúng ta để ý cái nước tiểu của mình. Nếu như mà thấy mà nước tiểu của mình mà sậm màu là thấy rằng là mình chưa uống đủ nước. Cho nên là nên uống thêm nước. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn cho cơ thể của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ bởi những chia sẻ vừa rồi. Và Ngọc Diễm tin rằng với những chia sẻ đó thì chắc chắn là quý khán giả đã có được những cái kiến thức để có thể là cung cấp nước cho cơ thể một cách đủ và tránh làm cơ thể mất nước, nhưng bên cạnh đó cũng đảm bảo sức khỏe cho cơ thể, đúng không ạ? Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ.